Chào mừng quý vị cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại kênh Đà Lạt Street của Nhân Lạc Ca. Và hôm nay Nhân Lạc Ca rất vui khi lại tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt. Và hôm nay Nhân Lạc Ca sẽ đi giới thiệu cho quý vị một cái khu vui chơi cũng như là check-in mới ở tại thành phố Đà Lạt, đó là khu Wonderland. Và bây giờ Nhân Lạc Ca đang đi vào trong khu vực khu Wonder, Đà Lạt Wonder Resort. Thì Wonderland nằm một phần ở trong khu vực này. Thì địa chỉ của Wonderland nằm số 19 đường Hoa Hồng, khu du lịch Hồ Tuyền Lâm, phường 4, thành phố Đà Lạt. Nằm trong khuôn viên của khu Đà Lạt Wonder Resort. Thì giá vé vào là 320, cộng với trẻ em là 240. Trong khu này vào khá là đẹp quý vị. Ngoài chúng ta được ngắm một trong những cái resort đẹp ở tại thành phố Đà Lạt, chúng ta còn đi vào khu vui chơi để chơi các cái trò chơi ở trong khu vực này. Thì chiều nay Nhân Lạc Ca dẫn hai đứa nhỏ của Nhân Lạc Ca vào trong khu vực này để chơi những trò chơi. Tuy nhiên còn nhỏ nên có một số trò chơi thì cũng chưa có chơi được. Ví dụ như là lâu đài ma quái, đi vào trong đó nó khá là ghê và rùng rợn, cho nên mấy đứa nhỏ của Nhân Lạc Ca sợ lắm. Ngoài khu vực này thì có những cái chú ếch, những cái biểu tượng là rời hoa hòe cũng khá là đẹp luôn. Trong này có lâu đài đó. Và hai bên đây chúng ta nhìn thấy hai tòa lâu đài khá là đẹp và lộng lẫy. Trẻ em rất thích những cái khu vực này quý vị. Đi vô. Trong này thì có lâu đài ma quái và thứ hai nữa là khu trò chơi, các cái trò chơi mà thực tế ảo quý vị. Những cái trò chơi này khá là mạnh luôn và trẻ em cũng có thể chơi được. Thì đây là một trong những cái trò chơi hiện đại và hấp dẫn và vui nhộn. Xem phim 5D, đua xe tốc độ cũng như là tàu lượn siêu tốc. Lắc lắc đi cho nó bay chữ. Không gian thì khá là mới vì khu này cũng mới khai trương, cho nên là khu này còn mới, sạch sẽ, đẹp. Và phía dưới này là khu vực lâu đài ma quái, chúng ta nhìn cũng thấy nó hơi là rùng rợn. Và bây giờ Nhân Lạc Ca sẽ dẫn hai đứa nhỏ vào coi thử nó có dám vào hay không. Rồi con đi trước đi, để ba quay. Lối vào nè, người ta chỉ lối vào. Có bước chân đi nè. Sợ quá nè. Con cứ đi thì cứ cầm tay ba nè. Mình tối không quay được gì đâu. Có vẻ trò chơi này không phù hợp với con nít quý vị. Thôi chúng ta đã quay ra lại. Và đây là khuôn viên tòa lâu đài đối diện. Một tòa lâu đài này thì dành cho trẻ em nhiều hơn. Còn bên phía này thì dành cho người lớn. Bây giờ chúng ta sẽ vào khu vực dành cho trẻ em. Thì khu vực này cũng khá là đa dạng và phong phú những cái trò chơi. Rất là nhiều luôn. Nào là bắn cung, chơi bi lắc, bi da,
các kiểu. Rồi trong khu vực này có thêm một vườn thú nữa, rồi lâu đài băng giá, các cái trò chơi cũng khá là hấp dẫn đối với trẻ em quý vị. Và khu vực này chúng ta thấy có bàn pizza, bi lắc, rồi khu vui chơi trẻ em, nhà banh, các kiểu khá là dễ thương. Thấy lạnh lạnh chưa? Bây giờ mời quý vị cùng theo chân Nhân La Cà và mọi người cùng đi khám phá cũng như là review một cái khu vui chơi mới ở tại Đà Lạt. Có thể là quý vị đi lên Đà Lạt vui chơi, cũng có thể là ghé vào đây để chơi, hoặc là mọi người ở Đà Lạt chưa biết tới khu vực này thì có thể xem Nhân La Cà review rồi sau đó ghé vào chơi. Đi vô trong đó. Và bây giờ hãy cùng theo chân Nhân La Cà vào khám phá lâu đài băng giá. Ở đây chúng ta sẽ thấy được tuyết ở phía dưới quý vị. Khu vực này rất là lạnh luôn, lạnh dưới 0 độ C. Trong khu vực này rất đẹp và trẻ em cũng khá là thích. Bây giờ Nhân La Cà sẽ quay cho quý vị xem tổng quan cái khu vực này, khá là dễ thương. Rồi đi. Đây. Khu vực này có hai phần, phần hồi nãy và một cái phần bên này. Có bên này thì có cầu tuột tuyết, rồi có những cái đồ vật trang trí khá là dễ thương để tới đây check in chụp hình. Ở Đà Lạt quý vị thấy cũng có khá là ít là khu vui chơi, ngoài những cái công viên ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, hay một số cái khu vui chơi nhỏ nhỏ đó thôi, cho nên ít có khu vui chơi nào lớn mà đẹp quý vị. Cho nên những cái khu vui chơi này sẽ là một cái nơi mà khi mà chúng ta đi du lịch hoặc là người dân Đà Lạt có thể ghé tới những cái khu này để cho con em mình chơi, còn mình thì đi ăn uống hoặc là uống cà phê ở trong khu vực này cũng khá là đẹp, có nhà hàng, hoặc là đi check in những cái bức hình ở trong khu Đà Lạt Wonder Resort, là một trong những cái khu resort đẹp và một gọi là cái làng châu Âu giữa một cái rừng bên hồ Tuyền Lộc. Thì sau video này Nhân La Cà sẽ có một cái video quay toàn cảnh cái khu Đà Lạt Wonder Resort. Ở đây có khu bi lắc quý vị. Hồi nhỏ thì Nhân La Cà rất thích chơi cái trò này, mà lớn rồi nên hiện nay thì thấy ít khu vực mà có những cái trò chơi như thế này lắm quý vị. Vô đây chơi cũng khá là vui. Và đây là cái khu vực dành cho trẻ em quý vị. Trẻ em thì vui chơi vô nhà banh, nhà bóng, rồi xe đụng, rất là nhiều trò chơi ở trong khu vực này, cũng khá là rộng và sạch sẽ. Nhân La Cà thấy khu vực này rất là sạch luôn. Tất cả đều mới.
Và đây là khu vực bắn cung. À, một trò chơi cũng khá là thú vị. Cái trò này người lớn chơi cũng được mà trẻ em chơi cũng được. Và bây giờ Nhân Lạc Cà thử sức mình, coi thử có thể bắn trúng cái gì không. Dạ rồi. Có vẻ trò chơi này không phù hợp với mình. Mình bắn hoài mà không trúng. Và bây giờ đây là nhìn tổng quan cái hai tòa lâu đài. Và bây giờ Nhân Lạc Cà sẽ đi khám phá những nơi khác nữa ở trong khu vực này. Nếu mà mình đi cả một buổi chiều thì có thể là đi không hết khu vực này đâu quý vị. Để mà ra ngoài nó ghê chết. À, bây giờ đi tham quan vườn thú. Ở đây thì có rất là nhiều các loài chim, loài thú được mang từ khắp đất nước, cũng như là một số loài thì được mang từ nước ngoài về nữa quý vị. Ở đây có chim hoàng yến, chim trĩ, chim công, rồi các loài cừu, hươu, rồi chó nữa quý vị. Rất là nhiều các động vật đây, những chú chó khá là dễ thương luôn. Còn đó, chút xíu rồi nó sửa. À, đây thì có những chú cừu. Con nói là con gì vậy ba? Con cừu. Con chó này nó đẹp. À, khu vực này thì trẻ em rất là thích rồi. À, hòa mình vào với những chú cúng rồi. Đây có những chú cúng đang mới được sinh ra quý vị. À, 6 chú. Rồi đây là những chú cừu. À, bên kia là có nguyên một cái chuồng cừu luôn. Và khu vực này là khu vực nhà hàng. À, chúng ta người lớn có thể vào đây ăn uống cũng như là check in chụp hình khu vực này. À, từ cái này khu vực này nhìn ra cái view quá đẹp luôn. À, đây là những cái chuồng cún. Và đây là khu vực vườn công với những chú công quá đẹp luôn quý vị. À, mấy chú nhỏ đứa nhỏ của nhà Nhân Lạc Cà thích quá trời luôn khu vực này với những chú công, và lần đầu tiên mà chúng gặp những chú công xòe cánh đẹp quá trời như thế này. Và đây là khu vực xe trượt. Khi mà chúng ta chơi xong mà chúng ta đi về, chúng ta có thể trượt cái xe này đi xuống phía dưới lại. Ở đây là có những chú hươu. Xuống cái chỗ hồi nãy mình đi. Con hươu sao? À, đây có những chú gà rất là đẹp luôn. Những chú gà này cái đuôi nó dài quá trời dài luôn. Con chim trĩ lục.
nơi sống là ở Nhật Bản luôn á. Nó ở Nhật Bản. Hay không? Là kinh ngạc. Kim chỉ đỏ. Con này nó đỏ. À, con này mới đẹp nè. Đấy, con này nè, con này nè. Ôi, con này mới, nó màu trắng, đuôi của nó rất là dài. Nó rất là to. Đây cũng là con gà. Rồi, ở dưới con còn thấy có một con nữa. Đó chính là cái con gà đỉnh. Con gà biển to. Con gà biển này, cái bụng, cái thân của nó sao? Con này nó to. Con này nó nhỏ, nếu mà ở trong phim là mấy con này người ta cởi lên người to ta... Nó cởi lên nó chạy chạy rọc rọc rọc. Nhưng mà con người... lại thấy cái bụng nó to. Hả? Nhưng mà con lại thấy cái bụng nó to. Con gì? Con nghĩ này nó to vậy ba. Con nhớ là nó nhỏ. Thì ghê không? Vì khu vực này khá là rộng nên Nhân Lạc Cà hôm nay không thể nào đi hết được. Thì ở đây còn có nhiều các cái trò chơi khác như là đua xe địa hình. Đây là một những đường đua với 400m. Địa hình với những cua quẹt rất là nguy hiểm. Và đây dành cho những người lớn hơn, niên hơn. Rồi ngoài ra có những khu vực để chơi thể thao, cưỡi ngựa, bắn cung. Rồi khu vực bến thuyền, check-in bến thuyền. Rồi xe trượt. Vân vân. Còn nhiều trò chơi nữa mà Nhân Lạc Cà không thể nào quay hết trong một cái video này. Uống xong chưa bác? Và Nhân Lạc Cà rất cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị, các bạn đã theo dõi video này. Hãy tiếp tục đăng ký để theo dõi những video sau của Nhân Lạc Cà nhé. Và bây giờ Nhân Lạc Cà xin bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.